Ui, mình thề luôn, mình phải cho bạn xem cái này, xem này. Đúng không, có nhìn thấy gì không? Ôi 72,5 này, hôm qua tôi 73,6 đâu ạ. Và các bạn đã thấy cả ngày hôm qua mình ăn gì rồi đấy, mình tập gì đấy, không hề có một chút cardio nào, không hề giảm một tí calo nào. Ôi mà thực sự hôm nay một điều thần kỳ nó xảy ra. Còn hôm qua thì đúng là có lúc tự nhiên mình cảm thấy có một cái lúc mà mình người mình nóng hẳn lên kiểu lúc ấy mình cảm thấy hơi sốt hay sao, kiểu cảm thấy nóng lên buổi tối. Nhưng mà lúc mình đi ngủ thì có hơi stress, nhưng mà đến sáng nay dậy phát nên là các bạn đã thấy sức mạnh của sự kiên nhẫn rồi đấy. Hãy kiên nhẫn và nó sẽ cho các bạn một kết quả rất là tuyệt vời, rất là ngạc nhiên, không có gì có thể giải thích nổi. Vậy nên là chào mừng đến một ngày mới, và hôm nay chúng ta xuất phát với một ngày chiến đấu tiếp tục. Và buổi tập của chúng ta ngày hôm nay sẽ một cái tập hoàn toàn khác, cũng một bài là squat, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập một cách là khi mà chúng ta tập ấy, là chúng ta sẽ tập chu cao pull squat. Nó gần như là giống khi mà các bạn tập ngược với mình ngày hôm qua có tập là chu cao pull squat, thì bây giờ chúng ta áp dụng y hệt cái tập như thế. Nhưng mà ấy, cái cách mà chúng ta pull sẽ là chúng ta sẽ duỗi xuống dưới cùng, trong lúc đấy chúng ta vẫn phải giữ cố làm sao cái bả vai của chúng ta này, cái lưng của chúng ta này thẳng này, để làm sao cho cái ở dưới đấy chúng ta giữ 0, 1, 2 là giờ chúng ta mới đẩy lên. Cái này là nó sẽ giúp chúng ta là không phải lấy cái lực mà các bạn đàn hồi khi mà xuống xong rồi đẩy lên ấy, mà các bạn sẽ phải giữ ở dưới một chút để chúng ta tập cái lực của chúng ta đẩy lên. Vì vậy hiện tại chúng ta sẽ không tập được nhiều. Và khi mà chút cao nhá, các bạn hãy xuống, các bạn đếm xuống phát đếm này, 0, 1, 2 thì mới đi lên, chứ không phải là xuống phát đếm 1, 2 lên luôn nhá. Và thêm nữa cho mình là cái hiệp đầu tiên ấy, chúng ta chỉ tập đúng một rep mà thôi. Vậy nên mình cần các bạn tập cái hiệp khởi động của bạn tập y hệt như thế, chu cao pull squat nhưng với mức tạ nhẹ, khoảng tầm từ 3 đến 5 reps như mình vừa mới khởi động xong. Và với cái này ấy, chúng ta hiệp đầu tiên chúng ta sẽ dùng với RPE 7, nhưng RPE 7 tại vì chúng ta tập với một rep thôi nên nó sẽ hơi là nặng, nên các bạn phải tìm được cái mức rep, cái mức tạ của bạn sau khi các bạn đã khởi động qua các hiệp kia để biết được xem là cái mức tạ đấy nó là bao nhiêu, thì các bạn cảm thấy à cái này nó khá là ok với mình. Như mình đấy thì mình sẽ tập với là 275 pound, khoảng tầm 70% gì đấy con hơi mắc. Nhưng mà mình sẽ xem, tại vì còn đến hiệp 2 ấy, chúng ta sẽ tập 3 rep chu cao pull squat và ở đây RPE 8. Và hai hiệp cuối cùng chúng ta cũng tập 3 rep nhưng mà chúng ta sẽ tập load drop thôi, là cũng tập RPE 7 và 3 rep. Và đấy là cái bài hôm nay khá là khó khăn khi mà các bạn thử pull squat này. Pull bench nó đã khó rồi, nhưng mà pull squat nó là một cái challenge, một cái thử thách hoàn toàn khác. Nên hãy thử xem và comment ở dưới cho mình những cảm nhận của bạn nghĩ là gì nhá. What the f***? Mình thề với bạn là đi tự tập một mình tự quay này nhiều lúc bực dã man, kiểu mình bấm một cái nút rồi mà tưởng là nó quay rồi, nhưng thật ra là phải bấm mạnh hơn tí nữa nó mới quay. Và thành ra là cái hiệp vừa rồi, hiệp đầu tiên là mình tập một rep mình không quay được, nhưng mà với cái hiệp 275 pound đấy mình cảm thấy là nó là RPE 5 hay RPE 6 của mình ấy, nên là chắc là mình sẽ thử là 315 pound để cái hiệp đầu tiên nó đúng với RPE 7, xong rồi chúng ta sẽ tập sang với cái hiệp 2. Hơi tham một tí nhưng mà mình muốn thử, tại vì tuần này là tuần đầu tiên chúng ta tập mới như này đúng không? Ba trăm mười lăm chắc là sẽ là RPE tầm 8.5 hoặc là 9 của mình, nên là chắc là hôm sau mình sẽ tập xuống còn 305 hoặc là 295 pound gì đấy. Đấy, mình thử nghiệm một chút. Còn bây giờ thì chắc chắn là cái hiệp mà chúng ta tập 3 rep RPE 8 thì mình sẽ xuống hạ xuống chắc là tập 275 trước đi. Mình sẽ tập 275 sẽ là mức chúng ta an toàn để mình xuất phát. Xong rồi từ đấy mình sẽ xem cảm nhận của mình như thế nào. Còn bây giờ đến với hiệp thứ 3 ấy, thì mình sẽ sang với load drop, thì mình sẽ hạ xuống còn tập 225 pound thôi. Và mình muốn cảm nhận là nó sẽ tập đúng động tác hơn, đừng quá là nặng. Với mình thì đúng là 275 pound là RPE 8 của mình. Trong người mình sẽ còn hạ tập 2 cái nữa. Nhưng mà với cái này chúng ta phải hạ tại load drop
ta đi chút cho mình, tại vì có thể các bạn lúc đầu các bạn chưa quen với là mức co ở sự giới ấy, thì cố gắng có thể hạ nhẹ đi để làm sao các bạn sẽ quen với cái bar rep này, chúng ta tập an toàn hơn một chút nhá. Và ở đây là mình quay cho các bạn ấy, thì là mình đã quen với động tác này rồi và mình muốn cho các bạn xem cái góc độ của cái cơ thể mình tập như thế nào, cho các bạn xem nó như thế nào. Còn với các bạn ấy, tập để cái thanh an toàn, lỡ may các bạn không lên được ấy, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều nếu mà các bạn có thanh cái phần này, các bạn có thanh này ra ấy, nhá. An toàn là trên hết mà, đúng không? Mà sang bài thứ hai ấy, chúng ta sẽ tập với cái bài nó giống như cái bài dumbbell Roman deadlift hay là Australian deadlift của mình ấy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tập với cho các bạn biết là cái tập mới là về snatch grip. Snatch grip là một cái cầm tay ấy, thay vì chúng ta từng cầm gần thế này không? Bây giờ mình sẽ cầm rộng hẳn ra. Thường thì nó sẽ tầm hai cái nắm tay. Các bạn bình thường đây là cái nắm tay bình thường nhá, các bạn sẽ tầm hai cái nắm tay ra. Đây, mình sẽ cầm ở đây, đấy các bạn thấy không? Và mình sẽ tập với cái này là cũng API 789 và load drop. Nhưng mà API 7 này ấy, chúng ta sẽ tập với là 6 rep nhá. Tất cả đều tập 6 rep, không phải là đặc biệt như cái squat kia. Nhưng mà cái này nó sẽ khó hơn và bài này ấy, nó sẽ tăng cái phần sức mạnh của phần upper back của bạn và phần trên ấy. Và đồng thời là cái phần tay này, cái phần cổ tay các bạn nắm này, nó sẽ tăng cái sức mạnh rất là nhiều. Tập các bạn sẽ cảm thấy rất là đau, nhưng mà dần dần nó sẽ quen và các bạn sẽ cảm thấy khỏe rất là nhiều. API 7 đầu tiên xong rồi, tiếp theo sẽ là API 89 và lâu rồi. Thực sự với cái snatch grip này nó khó, không phải là cái động tác deadlift hay là đùi, mà nó khó là cái các bạn cầm, tại vì nó cầm cái lực nắm rất là nhiều. Và khi các bạn thử tập lên API 8 hoặc API 9 thì các bạn sẽ thấy là cái lực cắm nó sẽ rất là yếu. Nhưng mà không sao, cái đấy là chúng cái mà để chúng ta tập, đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ tập API 9, API 8 vừa rồi, lâu lắm mình không tập lại cái này thì mình cảm thấy là khá là khó. Ok, đúng là trong người còn hai cái, nhưng mà đúng với API 9 này thì mình phải cài đặt hơn một chút, mình muốn thử thách hơn một chút. Vừa đau này, hai là trơn, không có chẳng bị trơn. Thực sự phải có những người bị như thế. À ở đây nhá, khi mình đang tập nhá, thì các bạn không phải cầm ta tay này đâu, mà cầm cả hai tay cùng hướng cho mình thì nó sẽ đều hơn rất là nhiều. Và tập với snatch này nó tập trung vào cái phần này, nên là các bạn cầm cả hai này chứ không cần phải là cầm tay trước tay sau để gọi là tăng cái độ mà tay nắm của những tựa tay lift ấy. Không cần nhá, cầm cả hai tay cho mình.
Và thực sự hôm nay mình cảm thấy rất là pump, rất là ui, kiểu chúng ta sang một cái gọi là circle mới, một cycle mới ấy. Những cái bài tập hoàn toàn mới làm cho cơ thể mình kiểu cảm thấy rất là hứng thú và cảm thấy kiểu như là đúng là thấy cái độ pump ấy. Các bạn cảm nhận như là mỗi cái hiệp các bạn tập, các bạn cố gắng gồng cơ lên ấy, thì chỉ là những cái bài tập gọi là hypertrophy, gọi là isolate rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy cơ nó rất là cháy. Và hôm nay mình là thứ bảy và các bạn sẽ có một cái buổi cardio vào ngày mai là ngày nghỉ của mình. À không, mình, bản thân mình. Tại vì như mình đã nói rồi đấy, mỗi người sẽ có một cái gọi là chế độ cardio riêng tùy theo sở thích của mỗi người. Các bạn có thể tập cardio nhiều hoặc là cardio ít, tùy thuộc vào cái calo deficit của bạn, calo cái thâm hụt của bạn ấy, và các bạn muốn ăn nhiều hay là cardio nhiều. Nhưng còn bản thân mình thì mình sẽ có hai buổi cardio vào thứ năm và chủ nhật. Vì sao mình có vào cái thời gian đấy, mình muốn nói với các bạn là thời gian nào các bạn nên cardio nó sẽ tùy thuộc nhá. Với bản thân mình, ví dụ mình chỉ có hai buổi đúng không, thì mình sẽ chọn vào đấy là ngày nghỉ. Vì ngày nghỉ như vậy, một là nó sẽ giúp cho mình là hoạt động thêm nhiều hơn vào ngày nghỉ một chút và tránh cái lượng nước mà nó tích vào ngày nghỉ, và thứ hai nữa là lúc đấy cơ thể nó không bị quá là phải chịu nhiều áp lực, mà chúng ta có cái thời gian để chúng ta nghỉ phục hồi cơ thể. Còn nếu không, ví dụ có những bạn nào mà tập phải 3-4-5 buổi cardio một tuần liền, thì có thể những cái buổi đấy ấy, mình cho các bạn cái phương án tốt nhất đấy là ví dụ các bạn tập vào buổi chiều đi chẳng hạn, xong rồi các bạn cardio vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đấy là một cách, nhưng mà cách đấy ấy, thường thì rất khó làm vì không phải là ai cũng có thể có thời gian mà đến phòng tập một lần, hai ngày một lần. Nếu mà có điều kiện đến hai ngày một lần thì tốt nhất là các bạn tập vào buổi sáng và cardio vào buổi chiều, như vậy là tốt nhất. Còn nếu không ấy thì có thể là tập xong và cardio luôn ngay sau đấy. Đừng bao giờ cardio trước buổi tập, vì như vậy các bạn sẽ mất hết năng lượng để tập những cái bài tập sức mạnh, và các bạn sẽ không có cái năng lượng để có thể gọi là phát triển gọi là những cái neuro thần kinh của các bạn. Nên là mình khuyên tốt nhất là chúng ta nếu mà không có thời gian nhá thì tập xong cardio luôn như mình ngày trước ấy. Còn không ấy, nếu có thời gian một chút một ngày ấy, bạn buổi sáng này các bạn đi tập đi, buổi tối về các bạn cardio, như vậy các bạn đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn. Còn nếu các bạn có điều kiện nhá, mà ví dụ bạn nhà bạn nào cũng mua máy chạy chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể đến phòng tập vào buổi tối chẳng hạn, buổi chiều. Ok, các bạn đi làm cả một ngày đi, các buổi chiều các bạn về các bạn đi tập, xong rồi các bạn đi đâu đó ăn uống nghỉ ngơi, xong buổi tối trước đi đi ngủ các bạn cardio, và mình đảm bảo giấc ngủ nó cũng sẽ rất là ngon, không bị mất ngủ đâu. Và mình cảm thấy thực sự là khi mà mình ngày trước mình áp dụng một chút kiểu đấy ấy, thì mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Vì khi mà cơ thể chúng ta tập xong ấy, nó đang bị chấn thương rất là nhiều, khi mà cardio nữa ấy, thì nó sẽ tạo nhiều áp lực hơn, nên là nên cách ra càng tốt. Còn không thì nếu không có điều kiện lắm thì mới cardio sau buổi tập nhá, còn không bao giờ cardio trước buổi tập cho mình. Và nhớ nhá, chúng ta sẽ có hai lần, mỗi lần là của mình bây giờ 350 calo đấy, tùy thuộc vào các bạn muốn tập hit tập list cũng được. Mình đã phân tích cho các bạn hết tất cả những cái ưu điểm và khuyết điểm của nó rồi, nên là hãy cố gắng chọn lựa những cái gì mà phù hợp với bản thân bạn. Bạn muốn cái gì hãy chọn lựa cái phương pháp đó và luôn luôn gắn liền với nó. Đấy là cái key để chúng ta có thể thành công. Và thực sự là hôm nay mình rất mừng khi mà cân nặng của mình giảm được 1,2 cân so với ngày hôm qua. Nên là hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều cái để có năng lượng phục hồi. Thực ra bản thân mình cảm thấy hôm qua rất là stress, nhưng mà hôm nay mình có rất nhiều năng lượng để phát triển, để làm việc, để học tập vào một cuối tuần như này, đi chơi không cần. Khi mà các bạn thấy cái thành quả của các bạn như thế, các bạn có năng lượng rất là nhiều khi mà các bạn đi chơi các kiểu ấy. Hãy cố gắng nhé, kiên trì, các bạn sẽ thấy cái kết quả của bạn. Nên là đừng bao giờ bỏ cuộc. Và mình sẽ gặp lại với các bạn vào tuần sau. Nhớ nhá, một ngày cuối tuần hãy cho nghỉ ngơi một chút và nạp lại năng lượng. Chúng ta sẽ chiến đấu tuần sau, tuần thứ 6 của chương trình. Nhanh thật, mới có hôm nào mà chúng ta mới bắt đầu, bây giờ đã hơn một tháng rồi. Bây giờ là 35 ngày, hôm nay ngày thứ 34, mai ngày thứ 35. Để xem chúng ta ngày thứ 100 sẽ như thế nào. Mình không thể đợi được nữa rồi. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Và đừng quên cho mình một like, subscribe, nhớ bật chuông lên để có thể theo dõi các tập tiếp theo của series First Light Challenge.